rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà siêu nhân nhà để nhờ siêu nhân nhà giúp đỡ mình sửa chữa xe. Cái hộp đồ chơi này thì sao? Ở đây có cái thùng rác nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp đồ chơi này lên trên cái thùng rác. Mình bỏ vô đây chắc không ai biết đâu. Rồi bây giờ đi qua nhà siêu nhân nhà thôi. Vô xe rác nha. Lật ra rất là nhiều rác luôn. Ồ, các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì to quá à. Cái hộp hộp không á. Các bạn ơi, hộp này nặng lắm các bạn ơi, không phải hộp không đâu. Không, bây giờ mình xem coi đây là cái hộp gì nha. Wow, các bạn ơi, đây là cái xe nè. Hay để chiếc xe đồ chơi ở đây ta. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này ra các bạn. Xe này đẹp quá các bạn ơi. Lấy ra nè các bạn ơi. Chiếc xe đẹp quá à. Đây là một chiếc xe điều khiển địa hình nè. Rất là đẹp luôn nha. Đây là chiếc xe điều khiển địa hình nha các bạn. Bánh xe này có rất là nhiều bánh nè các bạn. Để chạy đi các bạn. Em xe cũng rất là đẹp luôn ha. Chiếc xe này nè các bạn. Đúng rồi, chiếc xe này đẹp nha. Màu xanh điều khiển. Trước này có cái đèn nè, cái đèn nè. Sau này cũng có động cơ các bạn, động cơ phản lực chứ các bạn. Còn đây là cái cản các bạn. Đây là cái bô này. Wow, chiếc xe nhiều chi tiết đẹp lắm các bạn ha. Rồi mở cái này nha, còn có một pin nha. Rồi lại lại nha các bạn. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đặt xe nha. Wow, sẽ có âm thanh các bạn ơi. Rồi chiếc xe này chạy hay quá các bạn ơi. Chạy tới nè, chạy lui nè, rất là hay luôn nha. Các bạn ơi, chiếc xe này chơi rất là hay đúng không? Bây giờ mình sẽ mang chiếc xe này về nhà khoe với lại các bạn xe công trình nha. Đi về nhà thôi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái gì nè. Một hộp đồ nhanh lên ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hộp đồ chơi này xem nha. Rất là nhiều bạn siêu nhân luôn nè. Hôm nay chúng ta đi làm được rất là nhiều món đồ chơi đúng không các bạn? Một chiếc xe điều khiển. Còn đây là một chiếc siêu nhân nha. Rồi đầu tiên đây là siêu nhân gì đây? Đây là siêu nhân trắng các bạn ơi. Siêu nhân cọp nha các bạn. Đây là cái vũ khí của bạn đó nè. Bây giờ mình cho bạn này cầm luôn nha các bạn. Xong rồi các bạn ơi. Đẹp quá ha. Để nhờ siêu nhân nhện chứ. Một cái điện thoại. Hay chưa? Đây là cái điện thoại biến hình siêu nhân nha các bạn. Mở ra nè. Bây giờ mình sẽ nhấn nút vào các bạn. Cái thùng rác. Biến hình siêu nhân nè. Rất đẹp luôn nha. Rồi các bạn này ngồi đây luôn. Rồi tiếp theo. Đây là cái gì đây? Đây là vũ khí của những bạn siêu nhân đó các bạn. Rất là đẹp luôn. Các bạn ơi. Bên trong có một cái viên ngọc nè các bạn ơi. Môi trường nha. Nè, có thể xoay được luôn á. Rất là đẹp luôn. Cho bạn này qua đây luôn. Rồi, lượm rác thôi các bạn ơi. Đây là siêu nhân đại bàng các bạn ơi. Gáo vàng nha. Gáo vàng siêu nhân đại bàng. Lượm ra. Rất là đẹp luôn nha. Rất là nhiều rác luôn. Rồi, cho bạn siêu nhân đại bàng này. Ở đây có cái hộp gì to quá luôn. Đây là bạn nào đây? Chắc hộp không á. Đây là một bàn cá mập các bạn ơi. Có thể mở miệng không ra đâu. Được luôn nè. Wow, rất là đẹp luôn. Bạn này màu vàng luôn nè các bạn ơi. Bên trong này có cái mập xe màu vàng nè. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy bạn này coi. Chơi ở đây ta. Đây là một bạn khủng long các bạn ơi. Khủng long màu đỏ nè. Nha các bạn. Bạn khủng long màu bạn chúa các bạn. Các bạn ơi. Có cái đuôi nè. Rất là dài luôn nha. Mình sẽ coi cái miệng của bạn các bạn ơi. Bên cái hàm răng rất là sắc nhọn nha các bạn. Chân có thể di chuyển được địa hình nè. Bên này rất cũng đẹp luôn nha. Đây cũng vậy các bạn. Sẽ điều khiển địa hình nha các bạn.
Rồi các bạn ơi, em mình xe cũng sẽ rất là đẹp. Anh siêu nhân này ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ em tiếp tục về nhà nha. Ồ, có phía trước. Wow, ơi, ở đây có thêm một cái xe. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nha. Trước này có cái đèn nha các bạn. Xe này có phản lực suýt chắn gió. Xe than cứu hỏa nha các bạn. Có cái đèn luôn các bạn ơi. Xe than này á, sẽ cứu hộ những người ở trên cao các bạn. Xe cứu hỏa này màu nào các bạn? Ồ, đúng rồi. Xài lại ha các bạn. Đó nha. Bây giờ mình sẽ dừng lại nha các bạn. Rồi, cái động cơ của chạy rất là nhanh luôn nè. Cái thang cứu hộ này chúng ta thấy được luôn. Yeah, để cái bạn hẹ ở đây đi. Chúng ta sẽ tiếp tục về nhà nha. Các bạn ơi, chiếc xe này chơi rất là wow, các bạn ơi, ở đây là có chiếc xe nữa nè. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy chiếc xe này ra coi chứ các bạn. Xe công nông rồi đó các bạn nha. Công nông này chở theo một bạn gì nè các bạn. Các bạn ơi. À đúng rồi. Đây là một bạn đấy nha. Hôm nay á có cái bánh xe màu vàng. Cái thân này á là màu xanh lá cây nè các bạn, rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ để các bạn bỏ xe ra lấy cái hộp đồ chơi ra xe nha. Chiếc xe công nông các bạn. Chiếc xe công nông này bánh xe cũng màu vàng luôn. Cái xe á màu đỏ nha các bạn. Đựng rất là nhiều món đồ chơi luôn các bạn. Xe này rất là cao nha. Cần có bậc thang thì mới vô được xe nha các bạn. Đây là siêu nhân thử nha. Đây là siêu nhân trắng các bạn. Đầu nằm phía trước nha các bạn. Động cơ chạy rất là nhanh hết luôn. Rồi không chạm luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ để chiếc xe của bạn này ở đây đi. Đẹp quá ha. Đây là chiếc xe gì đây? Để nhờ siêu nhân nhận chứ. Đây là chiếc xe công trình nè các bạn. Đầu tiên đây là chiếc xe cậu múc cát. Xe cậu múc cát này màu vàng nha. Rồi các bạn. Đây là chiếc xe xúc lật nha các bạn. Cái thùng rác các bạn nó ở đây luôn. Bên trong này còn hai chiếc xe nữa. Đây là chiếc cậu múc cát nha. Rồi hai bạn sẽ đứng chung với nhau. Những bạn siêu nhân đó các bạn. Rồi, bạn này là bạn siêu nhân. Nhưng mà bạn này bị mất một cái bánh xe rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra bánh xe nha. Đây nè các bạn ơi. Đây, bây giờ chúng ta lắp ráp vô cho bạn đó nha. Tiếp theo các bạn ơi. Rồi, xong rồi nè. Đây là anh siêu nhân đại bàng các bạn ơi. Gạo vàng nha. Gạo vàng siêu nhân đại bàng. Rất là đẹp luôn nha. Rất là nhiều xe luôn ha. Rồi, cho bạn siêu nhân đại bàng này. Bạn container này cũng màu vàng luôn nha các bạn. Ở đây. Ở phía trên này thì màu trắng nha. Đây là một bạn cá mập các bạn ơi. Cái đầu cong nè các bạn. Cái đầu cong có thể mở miệng ra được luôn nè. Cái tem xe cũng rất là đẹp luôn ha. Wow, mình lượm được rất là nhiều xe đúng không các bạn. Ôi, một chiếc nè, trong này có hai chiếc xe nè, hai chiếc, bốn rồi, chiếc, năm theo. Chiếc, sáu chiếc xe luôn. Bây giờ chúng ta sẽ để sáu chiếc xe này đây đi, long, các tiếp bạn tục nè. Đi về nhà thôi. Ồ, rất là dài luôn nha. Cái hàm răng rất là sắc nhọn. Buông nha các bạn. Ủa siêu nhân nhẹ, chiếc xe này là của mình mà bạn lấy ở trong bãi rác ra đúng không? Đúng rồi, mình mới lấy chiếc này ở trong bãi rác ra đó. Thì ra đây là xe của bạn hả? Đúng rồi, đây là xe điều khiển của mình. Mình đang trở về nhà thì đụng phải cục đá thùng bãi rác nên mình giấu chiếc xe này trong thùng rác luôn. Mình không biết, mình lấy ra chơi rồi, xin lỗi bạn nhiều nha. Thôi mình trả xe cho các bạn nè. Không có gì đâu siêu nhân nhẹ ơi, bạn cứ lấy mà chơi đi. Chiếc xe của mình không bị mất là may lắm rồi. Cảm ơn cũng không nhiều nha. Nhưng mà bây giờ mình đói bụng lắm rồi, mình phải tập một bài và làm bài tập đây. Chiếc xe này để xong mình chơi nha. Bài hãy nhớ chơi một bài và làm bài tập xong rồi mới được chơi nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.